cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bà Pelosi e ngại Tổng thống Trump chưa ý thức hết sức mạnh lời nói của mình. Chủ tịch khối thiểu số của Hạ nghị viện Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi đã dành một buổi phỏng vấn cho chương trình podcast có tên là The X-Files của Viện Nghiên cứu Chính sách Trường Đại học Chicago. Trong buổi trò chuyện, bà Nancy Pelosi đã cho rằng nhiều khi Tổng thống Donald Trump không ý thức được hết sức mạnh của lời nói của mình với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Bà cho rằng là Tổng thống thì không thể tuyên bố một cách tùy tiện, không có chủ ý, rồi sau đó phàn nàn khi bị người khác phản ứng lại. Một số lời tuyên bố của Tổng thống không chỉ làm cho người khác than phiền, mà còn làm cho các nước đồng minh lo ngại, không biết ý Tổng thống muốn gì, thực hiện tới đâu. Ý của bà Pelosi muốn nhắc tới những tuyên bố của Tổng thống có liên quan tới Bắc Hàn, chẳng hạn như là trước cơn bão mọi sự có vẻ bình yên. Mới tháng trước, Tổng thống Trump cũng từng đe dọa Hoa Kỳ sẽ tàn phá Bắc Hàn bằng những biện pháp quân sự. Vào tháng 8, ông Trump cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công Venezuela. Công ty Twitter trao lại cho nhân viên điều tra các tài khoản liên quan tới Nga. Hồi tháng trước, đại diện của công ty Twitter đã báo cho Quốc hội biết là công ty này đã tự động gỡ bỏ khoảng 200 tài khoản có vẻ như là có liên quan tới người Nga và có thể gây ảnh hưởng tới chính trường của Hoa Kỳ, nhất là ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Vừa mới đây, công ty Twitter lại tuyên bố là sẽ giao lại cho nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng nghị viện của Hoa Kỳ tên họ của những người mở tài khoản, có thể là cho tiện việc điều tra. Hãng thông tấn The Associated Press là hãng tin đầu tiên loan báo là việc Twitter đã giao lại thông tin của chủ nhân của các tài khoản vào khoảng tuần rồi. Sau đó thì đài CNN được tin là các nhân viên điều tra yêu cầu công ty Twitter phải giao luôn nội dung các bản tin đã đăng trong các tài khoản đó. Các nguồn tin cho rằng những tài khoản được Twitter giao lại chứa nhiều tin tức về các vấn đề chính trị có thể gây ảnh hưởng cũng như là gây cấn, chẳng hạn như là vấn đề di dân. Một nguồn tin thông thạo còn cho rằng một số tài khoản có đăng những chuyện lấy mất uy tín của bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt tạm dừng vì quá đông người hưởng ứng. Một số người ở vùng Lakeland thuộc tiểu bang Florida là nạn nhân của cơn bão Irma đã không được nhận hàng cứu trợ vào sáng ngày 14 tháng 10 như dự tính. Dân chúng trong vùng được báo tin là chương trình mang thực phẩm tới cho Florida sẽ phân phát các thẻ tín dụng dùng để mua thực phẩm cho các nạn nhân bão lụt vào sáng ngày 14 tháng 10. Ban tổ chức không lường trước được là số người tới nhận trợ giúp lại quá đông đảo, nên vào khoảng giữa trưa đã ngắt ngang hàng người đứng chờ và tạm ngưng phân phát để bảo đảm an ninh. Nhiều người dân cho biết để nhận thẻ cứu trợ, họ đã phải xếp hàng từ 4 giờ sáng, tức là rất lâu trước khi trung tâm cứu trợ mở cửa. Tại nhiều nơi trong tiểu bang Florida vẫn chưa có điện trở lại bình thường sau trận bão, nên thức ăn phải để bên ngoài và dễ hư hỏng. Trung tâm cứu trợ ở Lakeland đã thông báo sẽ mở cửa hoạt động lại bình thường vào ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 10. Diễn hành thường niên lần thứ 13 của người đồng tính tại tiểu bang Florida. Vào ngày 14 tháng 10, hàng ngàn người đã tới thành phố Orlando ở tiểu bang Florida để tham dự cuộc diễn hành thường niên của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT. Đã 13 năm liên tiếp, thành phố Orlando là nơi được nhiều người đồng tính, song tính và chuyển giới chọn là nơi diễn hành thường niên để biểu dương lực lượng và ủng hộ sự đa dạng trong xã hội. Rạp hát ngoài trời ở trung tâm thành phố Orlando cũng đã được sơn màu sắc của cầu vồng tượng trưng cho phong trào LGBT. Đã có người đã đi từ thành phố Houston của Texas để tham dự cuộc diễn hành này, cho dù Houston vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn bão nặng nề Harvey. Cuộc diễn hành của cộng đồng LGBT ở Orlando có một ý nghĩa đặc biệt thu hút nhiều người tham dự vì hồi tháng 6 năm 2016, tại Orlando đã xảy ra một vụ nổ súng tại một quán rượu dành cho người đồng tính, sát hại 49 người. Trong dịp diễn hành thường niên này, có nhiều người đã đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội tỏ lòng tưởng nhớ tới các nạn nhân ở quán rượu Post vào năm ngoái. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho hay, biểu tình ở Washington phản đối luật mới cản trở phá thai. Một số phụ nữ ăn mặc quần áo giống như các nhân vật trong bộ phim truyền hình The Handmaid's Tale đã biểu tình ngay trước trụ sở quốc hội của tiểu bang Washington ở thành phố Olympia vào sáng ngày 14 tháng 10. Mục đích của những người biểu tình đó là phản đối những luật lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa mới đặt ra có liên quan tới việc phá thai.
Luật mới cho phép các công ty hãng xưởng có thể không trả tiền bảo hiểm y tế cho những nữ nhân viên nào muốn phá thai nếu chủ nhân nêu ra lý do được chính quyền cho là chính đáng. Các lý do chính đáng có thể là phá thai, là vi phạm các nguyên tắc tôn giáo hay đạo đức của chủ nhân. Phim The Handmaid's Tale được nhắc tới vì câu chuyện giả tưởng trong phim nói về một xã hội tàn ác bị nam giới chi phối hoàn toàn và nữ giới bị coi là những nô lệ phải phục tùng. Bản tin tiếp theo cho hay là căn cứ không quân Randolph ở San Antonio bị đóng cửa. Ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, căn cứ không quân Randolph ở thành phố San Antonio đã bị đóng cửa tạm thời vì nhà chức trách biết được có người bên ngoài đã vượt hàng rào an ninh xâm nhập vào đây. Tin tức cho biết là có 3 người lái một chiếc xe SUV ăn cắp được ở quận Harris đã bỏ đi rồi bị giới chức của quận hạt Kuala Lumpur tìm thấy và báo tin khắp nơi. 3 người trên xe đã bị cảnh sát truy đuổi nên cuối cùng đã lái xe đâm sập hàng rào của căn cứ Randolph rồi lọt vào bên trong. Ngay sau đó, nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa phong tỏa khu căn cứ để truy lùng 3 người trên xe và phải lục soát khắp nơi vì chưa biết họ còn ở bên trong căn cứ hay là không. Tính tới sáng ngày 15 tháng 10, giới hữu trách đã bắt được 2 người trên chiếc xe bỏ trốn và vẫn đang truy tùng người thứ 3. Trong căn cứ quân sự này, có một trường học cũng tên là Randolph. Cuối tuần này có khiêu vũ và hội hè nhân dịp lễ Homecoming. Tất cả các hoạt động của trường học đã bị hủy bỏ vì sự việc có người xâm nhập vào khu căn cứ. Thưa quý vị, đồng sáng lập viên của công ty Apple thông báo thành lập trang web giáo dục Who's You. Ngày 15 tháng 10, ông Steve Wozniak là đồng sáng lập viên của công ty Apple đã thông báo sắp thành lập một trang web chuyên về giáo dục có tên là Who's You, có trụ sở chính đặt tại tiểu bang Arizona. Mục đích của trang Who's You là trợ giúp cho các sinh viên còn trên ghế nhà trường và cho các công ty sau này sẽ mướn họ làm việc. Trang web này được các chuyên gia về máy điện toán và nhu liệu cộng tác để trong tương lai đưa ra các bài giảng về các ngành thu thập dữ liệu, ứng dụng điện thoại hay bảo đảm an ninh trên Internet. Ngoài việc cung cấp các bài giảng, trang Who's You còn là nơi cung cấp phương tiện để cho các công ty kỹ thuật huấn luyện và chiêu mộ nhân viên bằng các chương trình huấn luyện đặc biệt mà những ai muốn tham dự đều phải làm thủ tục ghi danh. Trang Who's You cũng có các chương trình riêng dành cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 được phân phối qua các học khu ở địa phương, trong đó có các chương trình giúp tìm kiếm các tài năng trẻ tuổi và huấn luyện cho các em trở thành những chuyên gia kỹ thuật tài ba sau này. Who's You hy vọng có thể phát triển ra thành 30 cơ sở trong thời gian tới. Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang lạc quan về tình hình kinh tế. Ngày 15 tháng 10, bà Janet Yellen là giám đốc của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã tới tham dự một diễn đàn của ngành hàng không quốc tế. Tại đây, bà Yellen cho biết là bà cảm thấy lạc quan về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới và về các dự đoán mức độ lạm phát trong những tháng tới. Bà Yellen còn cho biết rằng do ảnh hưởng của các trận bão lớn vừa qua nên kinh tế có thể phát triển chậm lại đôi chút nhưng chỉ là tạm thời và sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại vào cuối năm nay. Những lời tuyên bố lạc quan này của bà Yellen cho thấy sắp tới đây chính quyền có thể sẽ tiếp tục nâng tỷ giá tiền lời để chứng tỏ sức mạnh của nền kinh tế và thị trường việc làm ổn định. Một số kinh tế gia dự đoán rằng tỷ lệ giá tiền lời ngân hàng có thể được nâng cao vào tháng 12 năm nay. Nhiệm kỳ làm giám đốc Cục Dự trữ Liên bang của bà Yellen sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2018 và có thể bà sẽ không được tái bổ nhiệm. Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc lựa chọn một số người thay thế cho bà và theo lời các quan chức thì quyết định cử ai thay thế cho bà Janet Yellen sẽ được công bố trong vòng một tháng nữa. Thưa quý vị, một bé gái 8 tuổi chết vì té trên du thuyền của hãng Carnival. Tin tức cho hay có một bé gái 8 tuổi đang đi du lịch cùng với gia đình trên một chiếc du thuyền của hãng Carnival vừa mới qua đời sau một tai nạn ngay trên du thuyền. Khi chiếc du thuyền của hãng Carnival vừa mới cập bến ở thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida vào sáng ngày 14 tháng 10 thì tai nạn xảy ra. Bé gái nạn nhân đã từ trên một tầng cao nơi hành khách đang tụ họp chuẩn bị xuống tàu đã té rớt xuống một tầng thấp hơn cách đó tới 20 feet. Tai nạn xảy ra tại khu dành để tiếp khách chung ở bên trong du thuyền. Nạn nhân ngay lập tức được đưa tới một bệnh viện ở Miami nhưng đã không qua khỏi và sau đó qua đời. Hãng du thuyền Carnival đã ra thông báo cho biết rất quan tâm và lo lắng cho gia đình của em bé này. Đã bắt được người bị tình nghi giết chết 4 người khác ở Ohio. Sáng ngày 14 tháng 10, cảnh sát của tiểu bang Ohio thông báo là đã bắt được người bị tình nghi là đã nổ súng giết chết 4 người khác ở gần thị trấn Pedro,
thuộc miền nam của tiểu bang Ohio gần biên giới với tiểu bang Kentucky. Nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân trong một ngôi nhà. Trong số nạn nhân có một em bé trai 8 tuổi. Hung thủ là một thanh niên 23 tuổi tên là Aaron Lawson đã bị giam giữ không cho đóng tiền thế chân tại ngoại. Giới hữu trách cho biết là sẽ truy tố Aaron 3 tội giết người và một tội giết người ở mức độ nghiêm trọng. Biện lý trưởng của vụ án này cho biết là hành động giết người của hung thủ rất đáng sợ nên ông sẽ đề nghị với tòa án là án tử hình. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Ngọc Trâm và Thế Hoài xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tin tức News at Night. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.